Hello mọi người nha, chào mừng mọi người đã quay lại với kênh của mình. Thì lâu lắm rồi không bình luận thì nay mình lại bình luận lại rồi đây. Thì nay mùng 9 rồi, chắc mọi người có quay lại với cuộc sống bình thường rồi nhỉ. Với ai đi làm rồi thì cũng đi làm, còn các bạn nào không đi vẫn còn đang học thì chắc lại bắt đầu quay vào cái thời kỳ nghỉ Tết dài hạn và học online dài dài rồi. Thì thôi không liên miên nữa, thì mình như mình đã hứa với mọi người thì mình sẽ làm một clip về nói về cách khi nào lên mang cung báo tố đi rừng và khi nào lên mang kiếm truy hồn, và cũng cách dùng, mà mình cũng sẽ nói sơ qua về cách dùng của cung báo tố, mẹo lên đồ thế nào cho phù hợp. Nếu mà theo mình thì mình khá là không ưa lên cái cung báo tố. Như mọi người cũng thấy ở kênh mình thì mình rất ít video mang cung báo tố. Hình như mới được có một video mới gần đây nhất này thì mình có mang cung báo tố để mình đeo top đỉnh cao ấy. Khoan đã, từ từ pha lại, mình đồng đội mình vào, mình sang cấp giường cái. À, Vera đây. Ui, và Vera bà chạy qua bà không thèm nhìn thấy tôi luôn. Thôi thôi đi về cái. Thì lý do vì sao mình không thích lên, bởi vì cái cung báo tố ấy, nó không có đam. Mình đánh thì kiểu mình đánh phụ thuộc đam chủ yếu vào chiêu 2 ấy, thì mình nó không, cái cung báo tố nó không thích hợp cho lắm với cái cách đánh đấy. Bởi vì khi các bạn lên cung báo tố ấy, thì nó chỉ là mang tốc đánh chứ nó không mang lên đam, nó không lên được đam. Và con này thì theo mình thấy sẽ là lên tầm 50-60% tốc đánh là đủ rồi. Nghĩa là mình chỉ cần một bảng ngọc này với một cái đôi giày du mục, thế là mình đủ rồi. Chứ lên tốc đánh nhiều thì cũng mình thấy nó yếu hơn đấy, chứ nó không mạnh hơn đâu. Hồi phục thì nói vào hồi nhiều bạn, ui anh dừng tên bạn này, ba người đây, thôi về cái. Thì nếu mà bảo hồi phục nên cung hồi phục mạnh ấy, thì mình theo mình thấy hồi phục chả được bao nhiêu đâu, bởi vì nó thêm được mỗi tí phần trăm hút máu ở cái cung thôi. Nhưng mà nếu mà các bạn lên đam cao thì mình đánh thường nó cũng hút máu, nó cũng bù vào được cho cái nội tại con tướng ấy, thì nó cũng bù vào được cho cái đồ cung của cái lượng hút máu của cung rồi. Đây là rồng đánh nhau to này, xuống ngay kiếm đội mạng cái nào. Hết kìa, Vera ít máu kìa, xuống xuống nhảy. Ui, FB mình thế mà vẫn cay hết thật. Như pha này là tu len thơm này. Ui, dừng tên bạn này. Bắt 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 dừng tên bạn. Thôi pha này là. Ôi ôi ôi. Ôi, mày đấy. Ai dừng. Ai đi. Nào vật mình là sai rồi. Như pha này mình lên cung thì là mình đánh thường thì nó lại hồi máu được nhiều. Các bạn lên cung ấy thì theo mình đã test được, nói chung là mình làm này thì mình đi đơn ấy nên là mình cũng test rồi. Mình test cái cung này là nếu mà các bạn đi cung thì nói chung là các bạn nên mang khi nào, khi các bạn dư thời gian. Theo mình là khi các bạn dư thời gian thì các bạn dư thời gian để chơi game thì các bạn mang lên cung. Nhiều các bạn thích một cái trận đấu nó dài hơi ấy, nó dài đằng giặc tầm 15 phút phải thường lên cung, là sẽ phải trận đấu là sẽ tầm khoảng 15 phút đấy. Theo mình đánh chục trận phải đến 7-8 trận ở trên 15 phút, bởi vì cái cung này thì khi các bạn lên cung đầu ấy nó không có đam đâu,
Nói thẳng luôn là nó không có đam. Tôi như kiếm chư hồn, kiếm chư hồn. À, từ từ pha này mình đánh hai thanh niên đã. Zuka đâu? Ui bốn thằng. Ui bốn thằng yêu mấy. Ôi Zuka băng trụ đi bạn. Mẹ anh à, Zuka kia. Zuka nó KS mình hai mạng rồi. Béo ơi chạy đâu. Ui. Đấy, pha làm đầu game là pha 2 cân 4 này là Otsuke đấy, nhưng mà hơi lỗi thanh niên Zuka để mình tanh trụ tí chết. Thế nào thì sao mình bảo là cái trận đấu nó dài hơi thế, bởi vì nhá, khi các bạn lên cung ấy thì theo mình là các bạn phải có nó con tướng này nó mạnh nhất khi các bạn có ba đồ, ba đúng không? Hay này là phải nói là bốn đồ ấy. Không không tính giày là ba, còn đâu tính giày là bốn nha. Nghĩa là khi các bạn phải lên được chí mạng này, lên một cái xuyên giáp này, mới cái cung, còn giày thì không nói làm gì. Thì lúc đấy là con này nó mới thật sự là mạnh. Nhưng mà nó chỉ mạnh được cái lúc mà các bạn hơn đồ của, như nếu mà như về cái cung này này thì các bạn nó chỉ mạnh hơn cái lúc bạn hơn đồ đó nha. Còn đâu theo mình là nếu các bạn lên cung, thứ nhất là gặp các vị tướng và gặp các đối kèo đối đầu như kiểu là Kera này, Nakroth này, với thậm chí cả Floor. Như Floor mình, như Floor hôm trước mình đã nói là các bạn kiếm là cặp kèo Floor là khá là dễ ăn nó. Nhưng mà nếu mà các bạn đi cung này thì nó sẽ thua kèo khá là nhiều tướng, bởi vì nó chỉ có tốc đánh nhưng mà nó không có kiểu sốc đam. Đây ui kìa, lại đánh nhau rồi. Như trận này là SB cho mình top miền nên đánh ác liệt phết. A hai AD đó này, ấy thơm chém hai phát này. Ôi kìa, mẹ các ông ấy từ chơi chơi toàn bỏ tôi lại rồi. Thì rồi nói tiếp này, thì như như cung ấy thì nó sẽ thua khá là nhiều kèo, và nói chung là tỷ lệ nếu mà các bạn dùng cung ấy, nếu mà các bạn đi rừng thì tỷ lệ thua của nó khá cao. Còn có thể các bạn bảo là mình kỹ năng kém thì mình dùng cung nó thua thôi, nhưng mà theo mình nó tỷ lệ thua khá cao, bởi vì đam của nó khá kém. Kiểu khi các bạn cứ đánh vào các công ty, các bạn cứ vào các bạn test cho mình một trận, các bạn mang cung này với một trận các bạn mang kiếm chi hồn xem. Ôi ôi lại ba thằng đây. Ui thớm được có hai mạng ấy. Ui anh crack anh chứ. Anh SB tem vàng bỏ bỏ hai anh liên kia tử vong chạy luôn. Như cái trận này là mình kiểu là khá là xanh mà mình out tiền nó rồi thôi. Ôi kéo trúng đấy, thanh niên crack là kéo mình nét hai phá đấy, nhưng mà kéo là lại chết rồi đấy. Mà kéo này là lại cho mình ăn mạng mà. Trận đấu này chắc là win lại, kiểu tem bạn lại lát hết thế này lại win khá sớm rồi này. Hồi nói nhanh không tí lại win sớm quá. Thì nhá, thì các bạn đi cung ấy các bạn thua khá là nhiều kèo, và bắt AD nó sẽ khó hơn, đấy là cái thiệt của khi các bạn mang cung. Còn về khi nào các bạn với các đối đầu với các vị tướng nào thì các bạn nên mang cung ấy, thì theo mình là nói chung là nếu mà mở ba cung thì như kiểu các vị tướng nó đánh dai sức, như nếu mà các vị tướng đi rừng như tem bạn như là kiểu Q'Groth này, nữ bố này, và thậm chí cả như còn một vị tướng nữa là con gì nhỉ, mình quên mất rồi, là một con ví dụ như cái Skirt này. Nói tôi nhớ là tôi lại quên mất rồi. Đấy, làm ăn chán không à, anh Skirt này chạy đi đâu đây. Ui, chạy cả lao vào trụ này là biết chết rồi. Thôi có gì thì mình nhớ mình sẽ bình luận dưới mô tả nha. Thì tướng ấy mình đã sẽ dưới mô tả nha. Rồi con mẹo lên đồ của cung ấy thì các bạn lên cho mình như vừa đầu game, các bạn thấy mình lên luôn cái đôi giày trước đúng không? Đấy, nếu mà các bạn lên cung thì các bạn thường lên đôi giày trước cho mình nha, để lấy tốc đánh. Còn cung khi mới được làm stack thì nói chung là tốc đánh của nó cũng không cao đâu. Các bạn đã muốn đánh tốc đánh thì các bạn phải đánh mạnh vào tốc đánh luôn, đầu từ đầu game luôn.
Rồi tiếp sau khi lên các bạn lên được đồ rừng cấp 2 ấy, thì các bạn lên cho mình cái thương đấu sĩ là đồ diên giáp cấp 2 nha, của công nha. Rồi sau là sau khi các bạn lên được thương đấu sĩ rồi thì các bạn sẽ lại lên hoàn chỉnh thanh kiếm và lên đồ theo trình tự luôn như cũ thôi nha. Mẹo nó chỉ có thế thôi. Còn đâu thì và tóm lại thì mình sẽ vẫn ưu tiên các bạn và vẫn khuyên các bạn lên cái kiếm truy hồn hơn nha. Bởi vì theo mình con này kiếm truy hồn vẫn là mạnh nhất đối với nó. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem đến đây và hết clip này. Và đừng quên like, sub và bình luận cho mình xin ý kiến để các video mình sau mình sẽ làm tốt hơn nha. Và phần bình luận của mình có hơi ngập ngừng và hơi bị lặp lại thì rất mong mọi người thông cảm và bỏ qua cho mình nha. Và hẹn mọi người ở các video tiếp theo. Tạm biệt mọi người. Bye.